Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình xin giới thiệu với tất cả mọi người một địa điểm rất là nổi tiếng tại Đà Lạt trong thời gian gần đây. Địa điểm này được gọi là một thiên đường check-in dành cho các bạn trẻ khi mà du lịch Đà Lạt. Địa điểm này là quán Horizon Coffee, hay còn có tên gọi khác là khu vườn trên mây. Quán này thì đặt tại số 31/6 đường 3 tháng 4, phường 3, thành phố Đà Lạt. Để mà bước vào khu vườn thì đầu tiên là các bạn mình đi xuống một con dốc trước, xong là sẽ có nhân viên hướng dẫn mình gửi xe. Phía ngoài cùng là một quán bán đồ, có lẽ là bán đồ ăn sáng. Mình thấy có hủ tiếu hải sản, hủ tiếu mực gì đó. Đi vô phía trong một chút là một dãy hoa như thế này đây, và một cái nhà giữ xe nhỏ. Phía bên cạnh là Sleep Box Hotel and một cái tiệm tạp hóa nhỏ bán các đồ ăn vặt. Hôm nay mình đi thì thời tiết lại mưa, nhưng mà không có thời gian ghé lại nên mình thôi mình quay video clip giới thiệu cho các bạn luôn. Hiện tại thì khách đang rất là full, mình hiện tại chưa có được chỗ ngồi nữa, thôi sẵn tiện đi quay luôn. Đây là một quán cà phê rất là nổi tiếng từ khi nó được hình thành cho đến bây giờ, Horizon Coffee. Với muôn vàng cái điểm chụp hình, chỗ nào thì mình thấy cũng đẹp. Đầu tiên thì mình bước vào một cái sảnh cà phê bình thường thôi. Phía trong này là nhà trong phòng, phòng kính. Phòng này kính nhưng mà nó không có máy lạnh nha các bạn. Phòng này chủ yếu là dành cho, chắc là mình nghĩ là người có độ tuổi lớn lớn hơn một chút, yên tĩnh và ấm áp hơn so với bên ngoài. Nhiệt độ bây giờ ở Đà Lạt hiện mình đang đo được khoảng tầm 15-16 độ gì đó. Đây là một cái ga, cái đường đi xuống. Cái đường này thì dẫn mình ra cái địa điểm mà nổi tiếng đó, là khu mà check-in á, cũng là đi nơi đi về cấp xe luôn. Đây, trong này thì nó có 2-3 cái khu vực cà phê. Mỗi khu vực là một điểm check-in rất là đặc biệt. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu cái phần homestay của quán cà phê này trước. Thì trong quán cà phê này nó có những cái phòng homestay luôn. Giá thì nằm trung bình khoảng từ 500-600 nghìn gì đó. Mình cũng không rõ nữa. Phòng homestay rất là mới, mới được hình thành. Này nó được gọi là Sleep Box nha các bạn. Đây là cái khu một dãy ghế. Thì thường thì không ai chọn những cái ngồi những cái địa điểm như thế này đâu, bởi vì thì nó không có đẹp lắm. Người ta sẽ chọn ra xa xa một chút, cho nên là đó là những vị trí mà các bạn đi thì các bạn phải lật đật xuống này xí phần trước. Cầu thang thiết kế rất đẹp, người rất là đông. Đây là một khu cà phê, khu này đẹp lắm, các bạn có thể chụp hình check in. Phía dưới là một khu khác, chỗ này thì có thể là gọi là cái chỗ đẹp, chụp hình đẹp nhất của quán cà phê này. Các bạn nhìn trong này thì không thấy được cái độ cao, độ trên của nó so với cái thung lũng thôi, nhưng mà thực chất thì nó rất là, nó trên rất là đẹp luôn các bạn. Mình sẽ đi xuống khu dưới. Nói về cái phần thức uống thì trong cà phê này thì mình có xem qua rồi. Thì cái món rẻ nhất thì 50 nghìn. Giá thì trải từ 50 tới 100 nghìn. Đây là cái khu chụp hình rất là đẹp. Hiện tại đang có mưa, sương mù cũng rất là nhiều trên cái đồi thông này. Đó, các bạn có thể thấy sương mù. Quán làm theo phong cách rất là trẻ trung, nhiều màu sắc. Phía trên đó là cũng là một cái khu chụp hình rất là đẹp. Hôm nay mình đi mưa cho nên người ta có kéo cái bạc này, chứ mình nghĩ là khi mà nắng thì người ta sẽ dẹp cái bạc này đi. Đây là khu, chắc là khu tình yêu hay sao mà có hai bạn trẻ đang ngồi đây. Một cái góc chụp hình cũng rất là đẹp, sơn đủ màu. Những bậc thang thì
có những cái câu slogan rất là dễ thương của tuổi teen. Đây, bạn có thể xem. Mình nghĩ chủ quán này chắc cũng không là người cũng trẻ thôi. Có những ý tưởng rất là táo bạo và dễ thương như thế này. Được mệnh danh là khu vườn trên mây đó các bạn. Các bạn có điều kiện thì nhớ ghé cái quán cà phê này nha. Mình nghĩ thì trong cái giai đoạn này năm 2019 này thì là đẹp nhất, bởi vì nó mới xây xong này. Cái này thì nó không phải là nhà xây dựng các bạn, nó là nhà tiền chế đó. Địa thế khu này thì chắc cũng mình đoán tầm vài triệu đô, 30-40 tỷ gì đó. Sau đây mình sẽ đi lên cái khu order đồ uống. Như mình nói lúc nãy thì đồ ăn thức uống ở đây thì cũng không có mắc lắm so với thành phố Hồ Chí Minh. Giá rơi tầm 50 cho đến gần 100 nghìn. Như dĩa mì xào Ý thì nó có giá 75 nghìn. Cà phê các loại thì 50 nghìn. Đây, đầu tiên vô thì mình phải order đồ uống liền luôn, mình mới được đi chọn bàn nha các bạn. Đây là cái khu review. Lúc nãy mình có đi xuống bên dưới, có những cái bóng đèn khung sắt rất là đẹp. Đây, mình sẽ ra ngoài đây quay sương khói mờ nhân ảnh cho các bạn xem. Mình đứng đây thì hiện tại thì nó cũng đang có sương mù xung quanh mình luôn, nhưng mà mình không có thấy được. Để mình nhìn ra phía xa thì thấy không khí thì cực kỳ lạnh luôn. Đó, các bạn có thể thấy rất là đẹp. Tổng cộng thì mình đoán mình nhắm thì trong này nó có tầm khoảng 6 khu thì phải. Ngoài ra thì còn có homestay, quán đồ ăn vặt các kiểu. Rồi, xin chào tất cả các bạn. Mình đã đến vị trí ngồi của gia đình mình. Các bạn có điều kiện thì ghé check in quán này nha. Địa chỉ của nó là mình để coi, mình nhớ coi. Đường 3 tháng 4 đó các bạn. Như là số 2-6 thì phải. Số 31-6, đường 3 tháng 4, phường 3 thành phố Đà Lạt. Đây là cái bill lúc nãy mình gọi đồ uống. Và đây là ly cappuccino của mình vừa kêu. Cũng không có bắt mắt lắm, nhưng mà thôi, ở đây mình hưởng cảnh là được rồi. Thôi, xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video clip đến phút này. Bye bye.